Dạ thưa bác sĩ, không biết là cái bụi bẩn ở ngoài đường đó thì nó có ảnh hưởng gì đến mắt, nó có làm cho mắt mình đỏ hay không? Và đó là cái hiện tượng gì? Rồi khi mà mình mắt đỏ vậy thì nó có ảnh hưởng gì đến giác mạc của mình không bác sĩ? Cái hiện tượng mà bụi nó gây đỏ mắt là có nhiều nguyên nhân lắm. Nguyên nhân thứ nhất là cơ học, ví dụ bụi bay vô mắt thì cái phản xạ mình sẽ dụi mắt thì nó sẽ làm mắt mình đỏ lên. Cái thứ hai là trong bụi có nó sẽ gây ra cái dị ứng mắt, gọi là viêm kết mạc dị ứng, là do trong bụi nó có nhiều cái hóa chất như là phấn hoa hay này nọ gì, nó sẽ gây ra dị ứng. Cái thứ ba là trong bụi có thể nó có cái vi khuẩn hoặc là virus gọi là siêu vi, nó gây có thể gây viêm kết mạc, nhiễm trùng cũng gây ra cái đỏ mắt. Còn cái giác mạc thì đương nhiên là khi bụi nó tiếp xúc vô, nó bay vô mắt mình mà mình không biết, mình theo cái thói quen mình cứ dụi mắt á, thì nó sẽ cả cọ sát vô cái giác mạc là cái tròng đen của mình á, nó sẽ gây trầy cái giác mạc. Và khi mà trầy thì cái vi khuẩn nó sẽ có cái đường vô để nó làm viêm nhiễm giác mạc rất là nguy hiểm. Vậy bác sĩ ơi, cho em hỏi á, khi mà mình bị bụi như vậy á thì mình làm cách nào để tránh được mắt đỏ bác sĩ? Đi vô môi trường có bụi bặm nhiều á thì mình chịu khó mình đeo kính bảo hộ hoặc là kính các kính mà để chống bụi. Cái đó là phương pháp phòng ngừa trước tiên. Rồi thứ hai là trong trường hợp mà bụi đã bay vô mắt rồi á thì tuyệt đối mình không có nên dụi mắt. Mình chỉ nên lấy cái nước mình rửa mắt, rửa xong mà nó vẫn còn cộm sốn nhiều, có nghĩa là có thể bụi nó còn sót lại trong mắt á, thì mình phải đi qua bác sĩ để bác sĩ ta sẽ có chuyên môn, người ta sẽ lấy ra một cách ít tổn thương nhất cho mắt của mình. Vậy bên cạnh cái việc mà mình ăn uống đầy đủ nè, rồi mình thực hiện lối sống lành mạnh á, thì mình có cách nào để mình chăm sóc cho mắt của mình không bác sĩ? Ăn uống là dinh dinh dưỡng tốt nó sẽ làm cho mắt mình khỏe. Cái thứ hai là cái cách mình sử dụng mắt mình nó cũng rất là quan trọng. Ví dụ như mình học hành hoặc là làm việc á, thì khoảng 30 phút mình nghỉ mắt chút xíu để mình tránh để cho mắt nó điều tiết nhiều, nó gây mỏi mắt. Thường đó tôi thấy là ví dụ như những người lớn tuổi đó là người ta hay nhỏ mắt, và cái đó là mình nhỏ mỗi ngày hay là chỉ khi nào mà mắt mình bị đau, mắt mình bị đỏ thì mình mới nhỏ? Thường là tùy theo cái tình trạng mắt của mình. Thí dụ như người mà có tình trạng khô mắt á, thì mình nên nên nhỏ mắt mỗi ngày để mình hạn chế tránh để làm giảm cái hiện tượng khô mắt. Hiện tượng khô mắt ngoài cái việc nó gây cho mình khó chịu, nó còn gây tổn thương cái bề mặt của giác mạc. Bác sĩ ơi, cho em hỏi là mình có một cái bài tập gì để mình tập cho mắt không, để cho kiểu mắt mình khỏe hơn đó bác sĩ? Thường thì các bài tập thì cũng không có hiệu quả nhiều. Chủ yếu là mình trong thí dụ mình sử dụng máy vi tính hoặc là mình làm việc nhiều thì mình cứ nhắm mắt mình nghỉ ngơi hoặc nhìn ra xa, vậy là thư giãn mắt vậy là được. Nhưng mà cái thuốc nhỏ mắt á là nó có nhiều loại hay là nó có những cái loại mà dưỡng mắt riêng rồi rồi dành cho mắt bị đỏ là riêng, hay là nó chỉ có một loại đó thôi? Thuốc nhỏ mắt có rất là nhiều loại thì tùy theo tình trạng của mình thì bác sĩ sẽ kê toa thuốc cho mình. Trong những trường hợp ví dụ bị viêm kết mạc do vi khuẩn thì mình bắt buộc mình phải dùng cái thuốc nhỏ mắt mà có chất kháng sinh để mình điều trị cái nhiễm khuẩn đó. Thì nói chung cũng nhiều loại lắm, từng người mà mình sẽ có những cái loại phù hợp nhất. Vậy không biết là bác sĩ có lời khuyên nào dành cho tất cả mọi người để mà mình có thể chăm sóc và bảo vệ mắt mình cho tốt không ạ? Về chăm sóc bảo vệ mắt thì có thứ nhất là về sinh hoạt, thứ hai là về dinh dưỡng. Thì về sinh hoạt thì mình mà hạn chế sử dụng mắt trong thời gian dài, mình nghỉ ngơi mắt mỗi 30 phút. Và nếu mà được mình hạn chế làm việc trong môi trường mà nó dễ gây khô mắt như là gió, bụi này nọ. Khi mà đi ra ngoài đường thì thí dụ như tài xế này nọ thì mình phải đeo kính râm, kính chống tia cực tím để hạn chế cái tia cực tím nó gây ảnh hưởng tới mắt. Rồi ngoài ra thì mình có thể bổ sung thêm những cái thuốc nhỏ mắt có vitamin cũng được. Dạ thưa bác sĩ, thì cũng mình nghe truyền miệng nhau á, ông bà mình nói là ví dụ như ăn cà rốt là bổ cho mắt, hoặc là mình bổ sung những cái dầu cá đó thì nó bổ mắt, vậy là đúng không bác sĩ? À, về mặt sinh học thì mấy cái đúng là mấy cái chất đó nó góp phần trong quá trình mắt hoạt động, thành ra nhưng mà thật ra mấy cái nghiên cứu thì nó cũng chưa có rõ ràng. Nếu mà có điều kiện thì cứ ăn uống đầy đủ cà rốt này nọ. Còn về mặt dầu cá thì cũng có nhiều nghiên cứu nó làm về cái dầu cá nhưng mà cũng chưa có kết quả, nó cũng chưa rõ ràng lắm. Thì nếu mà có điều kiện thì mình cứ bổ sung thêm để cho mắt nó khỏe hơn cũng được. Dạ, cảm ơn những tư vấn của bác sĩ ạ. Nếu như mà sau này tôi hay là người nhà tôi hay bạn bè hay bà con chòm xóm gì đó mà có những cái dấu hiệu hay những vấn đề gì về mắt thì có thể đến gặp bác sĩ để được tư vấn không ạ? Sau này chị hoặc là em hoặc là bất cứ ai mà có vấn đề gì về mắt cần được hỗ trợ tư vấn thêm thì cứ alo bác sĩ nghe.